Hello, xin chào các bạn, mình là Lefis đây. Và trong hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tải Minecraft miễn phí mà các bạn vẫn có thể trải nghiệm được đầy đủ cái tính năng của tựa game này. Các bạn đã thấy thích chưa? Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng và bắt đầu vào video nào. Let's go! Các bạn sẽ vào một trang web có tên là edit.by. Các bạn nhấn vào dấu ba gạch như thế này và vào phần tải xuống. Các bạn nhìn vào chữ trên khởi động thấy thứ tốt nhất TL. Đây là T launcher của 2K. Tuy nhiên để chạy được cái trình khởi động Minecraft này thì bạn cần phải tải Java trước. Mình sẽ làm một video riêng để nói về cách tải Java. Thì nếu các bạn đã tải được Java rồi thì các bạn bấm vào chữ tải về phiên bản jar.jar. Hoặc là các bạn có thể tải về phiên bản .exe. Nhưng mà bản .exe có thể bị chặn bởi các phần mềm virus, nên an toàn nhất là bạn nên tải về phiên bản .jar. Mà nếu như các bạn tải về .jar mà nó vẫn hiện lên là tập này có thể gây nguy hoại thì các bạn cứ việc bấm OK là xong. Đó, và các bạn thấy là mình đã tải về được rồi. Thì các bạn cứ việc bỏ nó lên. Khi mà các bạn mở thì nó sẽ cảnh báo là cái này macOS hệ điều hành đã không thể được nhà phát triển. Nói chung hơn là Mac. Các bạn cứ việc kích chuột phải bấm mở. Các bạn kích vào mở thì nó đã hiện ra cái màn hình này. Các bạn đợi nó lút lên một chút. Nếu nó hiện lên thế này thì các bạn có việc bấm OK là được. Sau đó các bạn có thể kéo cái file này ra và các bạn mở nó lên. Và nó đã hiện lên cái màn hình rồi. Thì các bạn kích vào chữ Enter Game này. Ban đầu khi mà các bạn mới bắt đầu chơi thì nó sẽ là Install and Play rồi Enter Game. Thì các bạn nhấn vào đó thì nó sẽ tải những cái file của game về, xong nó mới mở game lên. Còn nếu các bạn mở nó lên lần 2 nữa thì nó sẽ hiện là Enter Game. Các bạn bấm vào chữ này. Các bạn đợi một chút để nó khởi động lên. Mặc định thì khi mà các bạn khởi động Minecraft lên thì cái launcher nó sẽ tự động bị giấu đi. Các bạn thấy nó đang lên nè. Đó. Và các bạn có thể thấy là hiện tại Minecraft đã mở lên. Và nếu các bạn thấy video này cực kỳ là bổ ích thì các bạn hãy like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.